thể các bạn không biết, nhưng mà hiện tại bây giờ đang là... đang là mấy giờ ta, từ từ coi lại coi. À, đang là 5:36. Đây chính là cái thời gian mà tôi sẽ tỉnh dậy và đánh răng, rửa mặt, súc miệng, ăn sáng. Và sau đó làm gì? Tập gym. Dạo này là tôi đang hơi bị chăm chỉ tập gym đó nha. Các bạn thấy cơ bắp cuồn cuộn mà màu cái tay quá. Nói chung là dạo này cũng tập gym cái kiểu bạn, cho nên là người cũng đô đô ra. Không biết là bao giờ được 6 múi, nhưng mà bây giờ hiện tại đang có 1 múi rồi. Và để có thể đạt được ước mơ 6 múi, tôi cần phải chăm chỉ tập gym nhiều hơn nữa. Nhưng mà có một cái vấn đề, đó chính là hiện tại tôi chưa có quay video cho anh em xem, nên là tôi phải lựa chọn: một là đi tập gym, hai là quay video cho các bạn xem. Chết rồi, bây giờ tập gym thì sẽ không có video cho các bạn xem, mà quay video cho các bạn xem thì mình sẽ không thể nào tập gym để đạt đến ước mơ 6 múi của mình được. Bây giờ phải làm sao đây ta? Chỉ còn một cách, đó chính là vừa chơi game vừa tập gym. Ok 500 anh em, và hiện tại bây giờ tôi đang có mặt ở trong tựa game búp của chúng ta. Chắc là anh em xem mấy cái video tôi chơi game này nhiều rồi đúng không? Đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game này nha. Tại sao ngày hôm nay tôi lại vào trong tựa game này? Nếu như bạn không biết á, à không, tôi nghĩ bạn cũng biết rồi, game nào chẳng có. Đó chính là ở trong đây có rất là nhiều những con map bắt cua rất là hay luôn. Và tôi đang suy nghĩ một điều rằng là tại sao chúng ta không cho nhân vật của chúng ta ở trong game bắt cua, và ở ngoài đời thật mình cũng tập game luôn. Đó, hợp lý chưa? Và luật chơi sẽ là như thế này nè bạn. Bây giờ tôi sẽ vào trong một cái tựa game bắt cua, tôi sẽ gọi là nhảy. Nếu như mà tôi bị té, tôi thua một mạng, thì tôi sẽ cầm quả tạ lên, tôi nâng 3 cái. Đó, nâng lên 3 cái. Cứ một lần bị té là nâng 3 cái. Cái này là quả tạ 10kg lận á anh em, cho nên là hơi bị nặng đó nha. Có thể sẽ có nhiều bạn bảo là: trời ơi, cái gì đâu mà thử thách dễ ẹt vậy trời, té cái nâng có 3 lần thôi có nhiều đâu. Nhưng mà không mấy bạn à, mấy bạn hãy tưởng tượng đi, bây giờ bạn vào trong game, mấy bạn chơi bắt cua. Bắt cua thì cần cái gì? Cần bàn tay của bạn phải khéo léo đúng không? Nhưng mà mấy bạn thua cái là bạn phải nâng tạ một cái, nâng tạ 3 lần luôn. Té 10 lần là nâng tạ 30 lần, té 100 lần là nâng tạ 300 lần. Ủa không ta? Đúng rồi. Trời ơi. Đó, bạn thấy không? Bây giờ mình nâng tạ xong mình mỏi tay, làm sao mình chơi bắt cua được nữa. Như vậy nó mới khó. Thôi bây giờ như thế này đi, chuyển qua nâng 10 cái luôn nha. Ok, té một lần nâng 10 lần tạ, nâng 10 lần luôn cho nó khó. Chơi thôi. À, tập gym mà sao tự nhiên ở đây lại có gói tấp mỡ vậy ta? Không được, đang tập gym phải healthy, không được ăn, không được ăn. Lộ rồi. Ok, chúng ta đã vào game rồi đây. Tính ra cũng dễ, nhìn là thấy không có quá khó nữa bạn. Rồi, không nói nhiều nữa, bây giờ bắt đầu luôn cho nó nóng nè. Để còn nâng tạ nữa bạn. Đó, ok, vô. Tôi không nghĩ rằng là tôi sẽ bị té quá nhiều đâu bạn, tại vì game này cũng dễ thôi. Đấy, trời ơi, thấy chưa? Một phát một là qua được ngay con map đầu tiên liền, quá đơn giản. Rồi, ở đây hình như là mình phải lượm cái ngôi sao nè. Mình lượm cái ngôi sao để mình lưu điểm hồi sinh đó bạn ạ. À, cái con này là cái con gì đó bạn? Cái này có phải là con gián không, hay là nó là cây nấm vậy? Nhưng mà tôi không có nhìn nó ra cây nấm mấy bạn ạ. Tôi nhìn nó ra cái cục sô-cô-la. Trời ơi, chứ bạn nghĩ gì? Tôi biết là bạn đang nghĩ gì trong đầu nha. Tôi nói cục sô-cô-la mà bạn nghĩ gì vậy? Đây nè, bây giờ mình sẽ nhảy qua, đạp qua đầu những con này. Đấy, sai. Khoan, hơi vô lý nha. Tại sao pha đó lại té được giờ còn một con cuối cùng? Ôi, không sao. Có chơi chịu. 10 lần nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thấy cũng bình thường. Trời ơi, mới nâng có 10 lần thấy cũng bình thường. Thấy cũng hơi mỏi xíu thôi, nhưng mà chưa đến mức gọi là bị cục tay luôn. Một tí nữa mà nâng 100 lần chắc là gãy cái tay luôn các bạn. Trời đó, nhảy nè, lần này phải cẩn thận hơn nè. Không. Ê, ui trời, xém té luôn mấy ní ơi. Trời. Ui trời, qua được, may quá, qua được rồi. Pha đó mà té thêm lần nữa thì nó hơi vô lý nha các bạn. Rồi. Ok, tiếp theo bên đây là mấy cây nấm nè. Hình như là giờ mình phải nhảy qua mấy cây nấm nè. Ok. Nhảy qua cây này. Rồi. Nhảy qua cái màu đỏ. Ui. Hình như là cây màu đỏ. Ui, cây màu đỏ xa quá. Tại sao mình không nhảy bên phần bên này nha? Bên này gần hơn nè, sao mình không nhảy ta? Hồi nãy tay phải đi, bây giờ tay trái đi. 1 2 10. Hình như là tay trái của tôi nó yếu hơn tay phải bạn à, cho nên là mình nâng bằng tay trái mình thấy mệt hơn các bạn. Thôi không sao. Để lần này cố gắng vượt qua nè. À, từ nãy giờ là nâng cũng phải được 20 cái đúng không? Mỗi tay 10 cái là cũng tiêu hao được xíu calo rồi đó. Thì tối hôm qua mình với lại mọi người trong team đi ăn khá là nhiều, cho nên tôi nghĩ là bây giờ trong người của tôi đang rất nhiều calo, bạn hiểu không? Cho nên là mình phải tập tạ. Tập tạ để mạnh mẽ. Ok rồi, chúng ta đến với level 2. Level 2 là gì đây? Công chúa này. Nhưng mà khoan, công chúa làm sao sinh bằng Sammy được, cho nên là đừng hòng dụ dỗ tôi, hiểu không?
xàm thiệt chứ. Rồi ok, đến đoạn này là mình sẽ phải bắt cua qua những cái cục đá này hả? À, cái cục đá này là cái cục ở trong game Mario các bạn, cái cục gạch đó bạn. Thì khi mà mình đạp lên nó thì tại sao nó không cho mình mấy cái ngôi sao hay là cái cây nấm giống trong game nhỉ? Đoạn này khó qua nha. Ui. Ui. Ôi. Hi. Cố lên, cố lên. Hi. Ôi, 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 quá được rồi, quá được. Ok rồi, qua được rồi. Lưu điểm hồi sinh tiếp. Tính ra game này cũng dễ thôi bạn. Mình chỉ cần cẩn thận xíu thôi là mình sẽ không bị té được. Ok. Và bên này sẽ có... Ủa sao mấy con này di chuyển được vậy? Tôi tưởng... Ê! Khoan từ nha, cái này tôi chưa biết luật nha các bạn. Cái này tôi chưa biết luật cho nên là cái này là cho tôi xí xóa nha. Tại vì hình như là con này nó di chuyển, tôi không biết là nó sẽ di chuyển được. Ê, sao con nào cũng di chuyển được vậy? What the hell? Từ từ, bình tĩnh các bạn ơi. À, rồi ok. Pha hồi nãy mình thua là bởi vì mình không biết luật. Nhưng mà dù gì mình cũng thua rồi. Thôi kệ, nâng tạ tiếp. Bắt đầu mỏi rồi đó. Rồi ok, tiếp, không sao cả. Trời ơi, cái này á mình chơi á mình vừa gọi là mệt các bạn hiểu không? Mình vừa mệt mà mình vừa còn vừa có clip cho các bạn xem nữa, mình vừa tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe nữa. Ê khoan, tôi nhìn mấy con này tôi nghi ngờ là nó sẽ đuổi theo mình lắm nha các bạn. Tôi nhìn là tôi nghi mấy con này nó đuổi theo mình lắm nha. Ủa không phải hả? Trời ơi, tưởng nó đuổi theo mình ai vậy đâu không phải, tôi dậm chân xuống đất xong tôi thua nữa. 10 cái nữa. 1 2 3 4 10. Bắt đầu mệt rồi đó. Không sao. Rồi ok, bây giờ là cái game này là phải nhảy bắt cua lên đầu của mấy con này chứ không phải là né mấy con này các bạn ạ. À. Ok, cũng được, dễ thôi. Nhảy nè. Ok, rồi đến đoạn này. Đoạn này thì chắc nhảy qua con bên này là hợp lý. Ok, nhảy qua con bên này, sau đó là nhảy qua bên đây luôn. Ok, rồi qua. À, tính ra nha các bạn là cái game bug này có thể mấy bạn nhìn mình chơi các bạn thấy dễ vậy thôi. Nhưng thật ra nó cũng hơi khó điều khiển xíu nha các bạn. Game này chơi là phải cần để ý đó. Ủa, bây giờ mấy con này là sao? Tôi nhìn mấy con này là tôi nghĩ là chắc là không phải là nhảy lên đầu mấy con này đâu ha. Mà mình phải chạy trốn khỏi nó nên mình nghĩ là thế các bạn ạ. À. Để thử nha. Đó, biết ngay mà nó đuổi theo mình thấy không? Ú, đuổi đi, mình hộ cái bạn ơi. Đuổi mình hộ cái. Trời ơi. Cái này là con rùa đúng không? Trời chậm như rùa, làm sao nhanh bằng mình được. Rồi bye bye các bạn nha. Đến ra pha đó mà tôi cũng thua nó chịu luôn á. Bây giờ ở bên cái núi lửa này là sao ta? Là mình phải nhảy lên trên cái dung nham màu đỏ này hay là mình phải né dung nham màu đỏ ta? Cái này là hơi lấn cấn nha. Mà dung nham thì đạp lên là sẽ bị nóng. Bị nóng là sẽ bị thua. À chắc là như vậy cho nên là mình sẽ đạp lên cỏ. Rồi, hiểu luôn. À, đúng, mày tế nha. Tôi cứ suy nghĩ là tôi không biết tôi nên đạp lên gì. Ờ may quá, ok. Vậy là cái đó nó lừa mình các bạn ạ. Tiếp tục. Qua luôn rồi, win luôn rồi hả? Ủa? Wow, xài ơi. Tính ra là cũng không hay lắm đâu. Từ nãy giờ nâng tạ mệt cũng chết. Tính là cũng không hay lắm đâu. Nhưng mà không sao, nói chung là tôi cũng đã vượt qua được một map rồi. Ok, map tiếp theo nha, let's go. Ê, tôi mới vừa nghĩ ra cái này hơi bị hay nha các bạn nha. Đó chính là thay vì chúng ta chơi bắt cua thì chúng ta rất khó để có thể thua. Ồ, tại sao mình chơi game mà lại muốn thua ta? Mà thôi kệ đi, chúng ta thua, chúng ta phải nâng tạ 10 cái thì nó rất tốt cho sức khỏe đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải chơi cái game gì đó phải thật là khó luôn các bạn ơi. Đó chính là game này nè, đấy, cái Squid Game nè. Anh em nhớ trong tập trước không? Tôi với Sammy chơi thử cái game này và chơi thua hoài luôn. Cho nên tôi nghĩ rằng là bây giờ tôi sẽ test thử nhân phẩm của tôi, biết đâu tôi thắng được game này sao đúng không các bạn? Đầu tiên là chúng ta sẽ nhảy bên trái bên phải đây các bạn. Nghĩ là tấm gương bên trái bên phải các bạn. Thôi chúng ta sẽ đi theo lẽ phải nha các bạn nha. Bên phải. Đó, đúng. Rồi, theo như kinh nghiệm coi Squid Game của tôi, bình thường qua bên phải rồi thì chúng ta sẽ nhảy qua bên trái. Đúng không? Biết ngay mà. Bên trái xong rồi thì tất nhiên không thể nào mà nhảy qua bên phải tiếp được. Tại trong phim bình thường là nó phải đánh lừa các bạn hiểu không? Bên phải, bên trái, tôi nghĩ tiếp tục vẫn là bên trái nè. Chắc là vậy. Ô, tôi sai rồi. Không sao. À, nâng tạ. 10 cái thôi mà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Ủa hồi nãy mình nhảy bên phải hay bên trái trước ta? Chết cha ơi, quên mất tiêu rồi. Bây giờ là mình nhảy bên phải hay bên trái trước ta? Hình như là bên phải. À đúng. Trời may quá, xém nữa là chết rồi. Không lo tập trung nhảy thì vừa đi vừa nói làm gì té nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tôi nghĩ là sau khi tôi quay xong video này, tôi sẽ có body 6 múi các bạn ạ. À. Tôi nghĩ là tôi sẽ té nhiều lắm đây. Ok, rồi. Bên phải, bên trái. Rồi sau đó lại tiếp tục là bên phải nè. Hồi nãy là bên trái thua nè. Ok. Mình nhớ nha. Bây giờ mình phải nhớ nha các bạn nha. Phải, trái, phải. Bạn nhớ giúp mình nha. Ok. Phải, trái, phải nè. Tôi nghĩ lần này không thể nào là trái nữa. Bên này chắc chắn là phải. Rồi, ok. Phải, trái, phải, phải. Ok, nhớ nha. Phải, trái, phải, phải. Rồi sau đó bên phải tiếp đúng không?
đúng luôn nè. Nhớ phải trái phải à, ok, 3 lần phải lần nha các bạn nha. 3 lần phải rồi thì chắc chắn lần tiếp theo phải là ở bên trái, không thể nào bên phải được nữa. Biết ngay mà. Rồi, phải trái phải trái, ok nhớ nha. Bên này thì chắc sẽ là bên phải, tiếc quá. Nãy giờ nâng bằng tay phải mỏi rồi. Thôi tay trái đi. Ok, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Giá như anh PT của tôi có thể thấy rằng là tôi tập gym chăm chỉ như thế nào. Ok, rồi, đến đoạn này là trái rồi đúng không? Thì tôi nghĩ tiếp theo sẽ là phải đi. Ok, bên phải đi. Yes, ok. Rồi, nhớ nha. Phải trái, phải. Trái trái, phải. À ok, nhớ vào phòng. Không được quên. Ok. Bên này là bên phải nè, bên phải rồi, tiếp nhiên lần này sẽ là ở bên trái. Ồ, đúng. Ok. Bên trái. Ôi, sắp tới đích rồi. Còn có mấy chục bước nữa. Okay. Lần này sẽ là bên trái tiếp đi. Ui. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xong rồi các bạn ơi, chết tôi rồi. Bây giờ nha, tôi chơi cái trò này là mình cần phải nhớ. Cứ mỗi lần tôi thua là tôi lại phải gọi là nâng tạ một lần, cho nên là tôi quên hết trơn rồi. Chết tôi chưa. Lần này bên phải tiếp đi. Hồi nãy là phải sai. Ủa sao sai ta? What the hell? Mệt rồi đó. Bắt đầu mệt rồi đó. Ôi này nha, một nè, phải nè. Bây giờ trái tiếp hay phải ta? Hồi nãy đến đoạn này là mình nhảy bên trái hay là bên phải mình thua ta? Chết tôi rồi, tôi quên mất rồi mấy bạn ơi. Theo lẽ phải, bên phải. Ok, đúng bên phải rồi, may quá trời, đầu tiên quá. Bên phải rồi đúng không? Tiếp theo sẽ là bên phải rồi, chắc chắn lần này sẽ là bên trái. Mấy bạn cho tôi nhảy thêm mấy lần nữa nha, tôi sẽ cộng dồn vô, các bạn hiểu không? Bây giờ tôi nhảy ra tôi bị 10 là cái đúng không? Tí nữa cộng vô, ví dụ mà tôi nhảy thua 5 lần tôi nâng 50 cái luôn. Rồi ok. Rồi, bây giờ để cho tôi nhảy tiếp đi. Ok, rồi bên phải nè. Cố lên, cố lên, được nửa đường rồi. Phải rồi đúng không? Từ nãy giờ 2 lần phải thì chắc chắn lần này sẽ là bên trái. Ok, bên trái đúng rồi. À, trái rồi, bây giờ bên nào ta? Trái rồi thì lần này sẽ là bên trái tiếp đi. 2 lần nha bạn, 2 lần rồi, té 2 lần. Ok, chấp nhận té 2 lần nha bạn nha. Ok rồi, bên trái. Tôi không biết là có bạn nào á gọi là có trí nhớ tốt từ nãy giờ, các bạn có thể nhớ được đường không, chứ tôi chịu rồi các bạn. Sau đó đoạn này là bên trái nè, bên trái xong đến đoạn này sẽ là bên trái tiếp nè. Tôi ghét cái game này các bạn ơi, tôi ghét cái game Squid Game này. Trời ơi trời, nãy giờ là được 30 cái rồi đó. Không sao. Trái nè, chết tôi chưa. Một tí nữa. Ok, không sao. Ê, bên phải. Ơ kìa. Tại sao ngay cái đầu tiên là cái bên phải mà tôi ngay cái bên trái gì vậy? 50 cái. 1 2 40 trên 50. Sao dạo này thấy người yếu quá ta? Mới nâng có 50 lần tạ mà đã thở như thế này rồi. Sao tí nữa chơi tiếp được? Cố gắng lên. Chuyển map nha bạn nha. Cái map này quá đáng sợ. Tôi không chơi map này nữa. Bỏ, không chơi map đây nữa. Wow, trời ơi, tính ra là qua bên con map này mới thấy là map bên này đẹp thực sự luôn nha các bạn nha. Mấy nhân vật ở trong đây là làm theo kiểu 3D luôn nè, chứ không có giống như cái map đầu tiên. Map đầu tiên nhìn nó hơi xấu xíu nhưng mà map này đẹp nha các bạn. Ok, rồi thì map này là chúng ta sẽ vẫn sẽ chơi như hồi nãy thôi, là vượt qua những cái con quái vật ở đây và leo lên trên cái ống cống này đúng không? Ủa, khoan từ. Ở bên kia tôi thấy nó có cái đồng xu bay bay trên trời, các bạn có cần lụm đồng xu đó không ta? Hình như là có đó, từ để tôi quay lại cái đã. Để tôi quay lại, hình như là phải lụm cái đồng xu đó. Ok, nhảy vô cái ống nè, sau đó bấm vô cái này để nó dịch chuyển qua cái ống bên này. Ủa vậy chi, tính ra mình nhảy qua được mà ta. Tính ra mình nhảy qua được, mình cần phải dịch chuyển làm gì nha. Rồi bây giờ đoạn này là mình sẽ nhảy lên đây nè, sau đó nhảy lên trên cái cục này, rồi nhảy lên cục nào nữa, à đây cục này, rồi sau đó là leo lên trên cục này, lên trên cục này xong nhảy lên đây, rồi lụm này. Lụm xong đồng xu rồi chúng ta sẽ nhảy xuống dưới đây lại. Ok. Tính ra map này dễ ha, tôi thấy nó cũng nhẹ nhàng mà nó cũng không khó lắm. Đây, rồi, bây giờ là nhảy lên đây. Rồi bây giờ mới cần cái ống nè. Rồi, bây giờ sẽ chui qua bên này. Sao tôi thấy mấy con Sikule này tôi thấy nó hơi kỳ kỳ nha các bạn. Ê, nó kỳ thiệt nha, nó đuổi mình các bạn ơi. Nó đuổi. Ông sao sao chạy được, chạy kịp. Mấy con này đuổi chậm mà. Đây. Chui vô nhà thử coi trong nhà có gì nè. Cái này phải map bắt cua không vậy? Sao mà qua bên đây thì còn có thêm cả quán ăn đồ kiểu nè, order đồ ăn được luôn nè. Gì kỳ vậy? Tính ra là tôi đang chơi game mà. Đây thôi không sao,
tôi sẽ mua một cái thanh KitKat đi. Ok, theo dõi sẽ được nhận miễn phí một thanh KitKat. Có đồ ăn ăn là cũng được. Này. Rồi, có bên đây xin thêm ly nước uống nữa nè, để cho có sức để còn chơi bắt cua nè. Rồi ok đi. Hình như là cái cửa đó không phải rồi, mình phải nhảy qua bên trên cái ống này thì phải. Rồi lên cái ống này, sao mà nhảy lên trên đây được không? Nhảy lên trên đây được không? Ui, nhảy lên đây hơi khó bạn ơi. Nhảy lên trên đây có vẻ hơi khó. Thế thì phải nhảy lên mấy cây nấm đúng không? Ok. Ê, chết, bị té. Trời ơi, xém nữa bị mấy con cục sicole đuổi. Ok, dịch chuyển bên đây xem coi bên này là gì đây. Bên này là một cái căn nhà bằng nấm. Và qua bên đây chúng ta sẽ thấy nó là... Ủa, nó vẫn tiếp tục là quán ăn à? Ủa, từ nãy giờ tôi đi bắt cua để tôi giảm cân mà sao bắt tôi ăn hoài vậy? À, hay là phải leo trên nóc trên kia ta? Mình thấy có cái đồng xu ở trên kia kìa bạn. Ok, ok, rồi vậy đi leo nóc. Ui, mấy con này đều đuổi. Ui, trời may quá. Giờ mà bị gọi là té thêm cái... Ui, what the hell, té thiệt. May thế nha, xém nó bị bọn nó đụng chúng rồi. Ủa, sao không nhảy được? Ủa, từ cái đoạn đó tôi muốn nhảy qua bên kia mà sao tôi không nhảy được các bạn? Đây, ở trên này nó có cái ống này nè, hình như mình bấm vô đây được nè. Rồi, rồi, bây giờ leo trên đây. Rồi, đây rồi, đồng xu đây. Lụm đồng xu. À, là có nghĩa là game này là mình sẽ phải đi thu thập đồng xu. Ok, tôi hiểu, tôi lụm được 2 đồng rồi nè. Ở trên đây tôi thấy nó có một đồng ở trên cái nóc nhà màu tím đó nè. Đây, tôi chạy qua đó luôn. Ủa, mấy con này mình đụng vô người nó được nè bạn. Đâu bị gì đâu. Ủa, gì kỳ vậy ta? Tính ra tôi vô đây để tôi chơi game, để tôi bị thua thì tôi sẽ phải gọi là nâng tạ. Mà sao vô đây mấy con quái vật nó đụng vô người tôi cũng đâu bị gì đâu ta. Nó còn làm cái cầu cho tôi nhảy lên nữa nè. Ù, nó có mấy con ma nó đang đuổi tôi anh em ơi. Mà hình như mấy con ma này cũng giống như mấy con kia thôi, nó đụng vô người mình chắc không sao đâu. Ừ, tôi nghĩ vậy. Đó, thấy không? Biết ngay mà nó đụng vô người mình cũng không bị gì hết bạn ơi. Vậy rốt cuộc triệu hồi mấy con ma ra làm gì trời? Làm màu hả? Ok, lượm thêm đồng xu nữa nè. Thôi, cái map này coi như là fail rồi. Cái map này là nó không có cái nó không có hình phạt gì cho chúng ta rồi các bạn ạ. À. Đây, bên này còn một đồng xu cuối cùng nè, để qua lụm luôn đi cho nó hoàn thành map luôn đi các bạn. Chứ mình chơi game là mình phải hoàn thành luôn cái map. Ủa, à, có con quả bom nó đang bay bay đây, mình đụng vô con quả bom này là mình sẽ bị mất mạng. Trời ơi, cứ tưởng là thoát rồi, á dè vẫn phải tập. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Tính ra là ngồi chơi game thôi mà không hiểu sao đổ mồ hôi. Tính ra là chơi kiểu này nó cũng có cái vui của nó nha bạn nha. Kiểu như là mình vừa có thể tập thể dục được mà mình còn có thể vừa có video cho mấy bạn xem giải trí, bạn hiểu không? Đấy, lụm ngôi sao cuối cùng nè. Rồi, xong. Ok. Tôi nghĩ là trong ngày hôm nay tôi sẽ cần phải nhắn tin cho anh PT của tôi bảo rằng là anh ơi, anh yên tâm đi, em không cần ra phòng tập đâu. Bởi vì ở nhà thôi em nâng tạ thấy bà luôn rồi. Mệt quá. Mệt thật sự. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã nói chung là cũng không thực hiện được full thử thách đó bạn. Từ nãy giờ nâng tạ hình như chắc cũng khoảng được hơn 100 cái nha. Ừ, nói chung là cũng hơn 100 cái cũng tốt cho sức khỏe rồi đó. Chỉ có điều là map thì vẫn chưa có thể nào chiến thắng được cái con map Squid Game kia thôi. Nếu như bạn nào mà muốn tôi làm tiếp tục cái content tập thể dục như thế này nữa, ví dụ như là chơi bắt cua thua thì hít đất 10 cái chẳng hạn. Hít đất nổi không ta? Nói gì thôi chứ nhiều khi cũng hít đất không nổi rồi nha. Trời ơi, tôi nghĩ rằng là nếu như bạn nào muốn á thì tôi sẽ làm, nhưng mà cái này làm hơi mệt chứ thôi, nhưng mà thôi vì các bạn tôi sẽ cố gắng. Vừa tốt về sức khỏe mà vừa có video vui cho bạn xem thì ngại gì mà không làm đúng không các bạn? Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share, và đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký kênh YouTube của mình để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. See you again. Are the king, hello team, hello team.